Thưa quý vị, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine đã làm suy yếu đáng kể vị thế toàn cầu của Nga, nhưng cũng đúng là các phản ứng quốc tế đối với cuộc chiến không đồng nhất. Thế giới dân chủ hầu như đều lên án cuộc xâm lược của Nga và thống nhất ủng hộ Ukraine, trong khi nhiều người ở Nam Bán Cầu lại muốn duy trì quan điểm trung lập hơn. Chỉ một số ít quốc gia thực sự sẵn sàng đứng về phía Nga và bảo vệ các hành động của Moscow. Đặc biệt, bốn quốc gia đã nổi lên như những đồng minh chủ chốt vào thời điểm mà Vladimir Putin phải đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng. Trung Quốc, Iran, Belarus và Armenia đều có những động lực khác nhau để ủng hộ Điện Kremlin, nhưng họ thống nhất với nhau bởi nỗi sợ hãi chung về việc Nga thất bại ở Ukraine có thể có ý nghĩa như thế nào đối với quốc gia của họ. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tìm cách đóng vai trò tích cực trong nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nhiều người ở Kyiv và khắp phương Tây vẫn hoài nghi về những quan điểm rõ ràng mâu thuẫn của Trung Quốc về tiến trình hòa bình. Các nhà phê bình đã cáo buộc Trung Quốc công khai xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khi cho rằng Kyiv cần phải nhượng lại đất đai như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào. Trong khi không hoàn toàn ủng hộ cuộc xâm lược của Nga, Trung Quốc đã áp dụng một quan điểm công khai có thể được gọi là trung lập thân thiện với Điện Kremlin và cáo buộc phương Tây kích động chiến tranh. Điều này đã không ngạc nhiên. Bắc Kinh đã luôn chia sẻ mục tiêu với Moscow là thách thức sự thống trị của phương Tây và thay thế nó bằng thế giới mà họ coi là một thế giới đa cực hơn. Trung Quốc lo ngại rằng nếu Nga thua trong cuộc chiến hiện tại, điều này sẽ củng cố sức mạnh của phương Tây trong khi làm suy yếu vị thế toàn cầu của Trung Quốc và các chế độ độc tài khác. Cụ thể hơn, một thất bại của Nga sẽ làm phức tạp đáng kể bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc trong tương lai nhằm xâm lược Đài Loan. Nếu viện trợ quân sự của phương Tây giúp Ukraine giành chiến thắng trước quân đội Nga từng được ca ngợi, thì điều này sẽ làm tăng cơ hội hỗ trợ tương tự của phương Tây cho Đài Loan, chống lại sự xâm lược có thể xảy ra của Trung Quốc. Thành tích thảm hại của quân đội Putin ở Ukraine đã làm suy yếu tuyên bố của Nga về vị thế siêu cường quân sự và tăng cường đáng kể niềm tin của phương Tây. Trung Quốc không háo hức để xu hướng không mong muốn này có thêm động lực. Ở biên giới phía Tây của Nga, Belarus đã nổi lên như một đối tác bất đắc dĩ trong cuộc tấn công vào Ukraine. Với nhà độc tài Belarus, Alexander Lukashenko đóng vai trò là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho cuộc chiến của Nga, đồng thời cho phép đất nước của ông ta được sử dụng làm bệ phóng cho cuộc xâm lược. Quân đội Nga tràn vào miền Bắc Ukraine từ Belarus vào những ngày đầu tiên của cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Lukashenko có rất ít lựa chọn ngoài việc ủng hộ Putin. Ông ta chỉ được nắm quyền vì Nga đã can thiệp vào năm 2020 để hỗ trợ chế độ của ông sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ về một cuộc bầu cử tổng thống gian lận. Cuộc đàn áp tàn bạo do Điện Kremlin hậu thuẫn của Lukashenko chống lại phong trào phản kháng ở Belarus đã khiến ông bị quốc tế cô lập và phụ thuộc nặng nề vào Moscow để sinh tồn chính trị. Một thất bại của Nga ở Ukraine có thể sẽ khơi lại tình trạng bất ổn trong nước ở Belarus và gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự diệt vong cho chế độ Lukashenko. Trong khi thất bại trong cuộc xâm lược của Putin có thể dẫn đến sự thay đổi chế độ ở Belarus, một số người ở Armenia đã nhìn thấy viễn cảnh thất bại của Nga ở Ukraine về mặt hiện thực rõ ràng. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được cho là đã cảnh báo người Armenia gần đây. Nếu Nga thua cuộc chiến ở Ukraine, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với Armenia. Nhiều người Armenia vẫn đầu tư rất nhiều vào quan điểm truyền thống, coi Nga là người bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa được cho là đối với an ninh quốc gia do Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ gây ra. Suy nghĩ này đã định hình chính trị và chính sách đối ngoại của Armenia trong phần lớn thời kỳ hậu Xô Viết. Nước này là thành viên sáng lập của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Moscow đứng đầu và đã rút khỏi thỏa thuận liên kết với EU một thập niên trước sau áp lực của Điện Kremlin, thay vào đó tham gia dự án con cưng của Putin, Liên minh Kinh tế Á-Âu. Nga duy trì các căn cứ quân sự ở Armenia và đã thống trị các nỗ lực nhằm điều chỉnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Armenia và Azerbaijan. Mối quan tâm của Pashinyan không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thiển cận.
Một thất bại của Nga ở Ukraine có khả năng sẽ cho phép Armenia theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập hơn, trong khi mở rộng quan hệ kinh tế và chính trị với Liên minh châu Âu. Báo động về mối đe dọa tái diễn hành động thù địch với Azerbaijan là điều dễ hiểu, nhưng có rất ít khả năng chính Armenia bị xâm lược, đặc biệt nếu các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ và EU làm trung gian tạo ra một hiệp ước hòa bình, công nhận biên giới Armenia, Azerbaijan, đồng thời đưa ra những bảo đảm thỏa đáng cho người Armenia ở Karabakh. Là một đối thủ kiên quyết của phương Tây và chỉ trích ảnh hưởng của phương Tây đối với các vấn đề toàn cầu, Iran chia sẻ các động cơ địa chính trị của Trung Quốc để hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga. Nhiều người trong giới lãnh đạo Iran cũng lo sợ rằng thất bại của Nga ở Ukraine có thể làm tăng nhu cầu thay đổi dân chủ bên trong chính Iran và châm ngòi cho một đợt phản đối mới trong nước. Có những lý do thực tế bổ sung cho lập trường thân Nga của Tehran. Đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế thắt chặt và bị cắt đứt khỏi các công nghệ phương Tây, Nga đã tìm đến Iran như một nguồn hỗ trợ quân sự thay thế. Để đổi lấy máy bay không người lái của Iran và các nguồn cung cấp khác, Moscow được cho là sẽ cung cấp cho Tehran mọi thứ, từ máy bay chiến đấu đến hệ thống phòng không, đồng thời hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran. Mối quan hệ đối tác quân sự đang phát triển giữa Nga và Iran đang tỏ ra nguy hiểm đối với Ukraine. Với máy bay không người lái của Iran thường xuyên được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine, nó cũng đặt ra một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia của Israel và đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về sự miễn cưỡng rõ ràng của Israel trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nếu sự hợp tác giữa Moscow và Tehran tiếp tục được tăng cường, các hệ thống phòng không của Nga có thể hạn chế các hoạt động của Israel ở Syria và làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc tấn công phòng ngừa nào trong tương lai nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Thưa quý vị, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng, với cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hiện đang ở tháng thứ 16, dường như có rất ít cơ hội để Nga giành chiến thắng hoàn toàn, theo cách mà Putin đã dự tính khi ông ra lệnh xâm lược lần đầu tiên vào tháng 2022. Thay vào đó, các kịch bản có khả năng xảy ra nhất là bây giờ hoặc là một hình thức bế tắc nào đó, hoặc là một chiến thắng của quân đội Ukraine. Nếu Nga bại trận ở Ukraine, hậu quả sẽ vang dội toàn cầu. Trung Quốc đủ mạnh để sống sót sau cú sốc như vậy, nhưng sẽ bị suy yếu về mặt địa chính trị. Các chế độ Belarus và Iran sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định hơn nhiều và có thể không còn tồn tại. Trong khi đó, Armenia có thể thấy rằng, bất chấp những lo ngại hiện tại, thất bại trước Nga có thể cho phép Yerevan quay trở lại con đường hội nhập châu Âu. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Molly hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.